vị đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Tiết lộ sự thật đằng sau vụ tài phiệt giàu nhất Ukraine đào tẩu sang Áo. Tiết lộ lý do đáng sợ khi Ukraine dồn quân đến biên giới Belarus. Hé lộ của đại tá Mỹ về điều không thể che giấu ở Ukraine. Thủ tướng Hungary cảnh báo nguy cơ NATO tự diệt vong. Ukraine đưa ra phản ứng bất ngờ đầu tiên về chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Hungary. NATO tuyên bố phũ phàng khiến Tổng thống Ukraine Zelensky thất vọng tột cùng. Người ta phát hiện ra rằng Hendany Boholyubov, công sự của nhà tài phiệt Ukraine Iho Kolomoisky và cựu đồng sở hữu ngân hàng Privatbank của Ukraine đã rời khỏi Ukraine một cách bất hợp pháp bằng cách sử dụng các giấy tờ giả mạo. Hãng tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng công tố Ukraine và giới doanh nghiệp cho biết, Boholyubov được biết là đã rời khỏi Ukraine bằng chuyến tàu Kievchem vào đêm ngày 23-24 tháng 6. Boholyubov đã bỏ trốn vì Cục An ninh Kinh tế Ukraine có ý định gửi ông thông báo về tình nghi trong vụ án Privatbank. Vụ án Privatbank liên quan đến các cáo buộc về hành vi sai trái về tài chính và quản lý yếu kém tại ngân hàng thương mại lớn nhất Ukraine, dẫn đến việc quốc hữu hóa ngân hàng này vào năm 2016 do thua lỗ tài chính đáng kể. Boholyubov rời khỏi đất nước bằng giấy tờ giả, mặc dù ông nhập cảnh vào Ba Lan bằng giấy tờ cá nhân của mình. Doanh nhân này hiện đang ở Áo. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, một lính biên phòng Ukraine đã hỗ trợ cho doanh nhân này chạy trốn sang Ba Lan, đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 7. Boholyubov là một doanh nhân và là một tỷ phú người Ukraine. Ông là người đồng sáng lập và đồng sở hữu của tập đoàn Privat. Doanh nhân này 62 tuổi, điều đó có nghĩa là ông không phải điều động và do đó không bị hạn chế bởi lệnh cấm đi lại. Vào tháng 11 năm 2020, Tòa án Thương mại Kiev đã mở một vụ kiện khác do cựu cổ đông Privatbank Hennady Boholyubov đệ trình. Trong đó, ông này đang tìm cách đòi lại số cổ phiếu mà ông nắm giữ tại thời điểm ngân hàng này quốc hữu hóa. Trước đó, Boholyubov đã nộp đơn nhiều lần yêu cầu bồi thường nhằm thu hồi cổ phần tại Privatbank mà ông sở hữu trước khi ngân hàng này bị quốc hữu hóa. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, một tòa án ở Anh đã ban hành lệnh đóng băng tài sản trên toàn thế giới thuộc sở hữu của Kolomoisky và Boholyubov. Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trên kênh YouTube Dialogworks rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung lực lượng tới biên giới Belarus để khiêu khích quân sự. Chuyên gia này gợi ý, họ, người Ukraine rất có thể đang cố gắng khiêu khích Belarus tấn công. Bằng cách này, họ hy vọng với các nước NATO sẽ đến trợ giúp. Theo Johnson, các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không đi theo sự dẫn dắt của Kiev và sẽ không muốn giúp đỡ trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp giữa Ukraine và nước láng giềng phía Bắc. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus Vladimir Kuprianuk cho biết, Minsk trong bối cảnh có hoạt động quân sự ở Ukraine, ở khu vực biên giới với Belarus, đang củng cố biên giới phía nam của mình. Ông nhấn mạnh rằng vì lợi ích đảm bảo an ninh, việc huấn luyện chung các lực lượng và phương tiện đa dạng nhằm ứng phó với các hành động khiêu khích và sự cố có thể xảy ra được tiến hành thường xuyên. Từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Belarus được cho là đồng minh thân cận, luôn hỗ trợ và ủng hộ quan điểm của Moscow. Ngoài ra, hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận. Sự sụp đổ trong chính sách của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đối với Ukraine là hiển nhiên. Kiev và các đồng minh không thể làm gì để che giấu điều đó. Đây là điều cựu cố vấn Lầu Năm Góc Đại tá Douglas McGregor nói trên kênh YouTube Judging Freedom. Ông nói rằng mọi người đều đã nhận ra một kết quả cuối cùng có thể che giấu sự thất bại của NATO ở Ukraine với công chúng là không thể đạt được. Theo ông McGregor, các quốc gia là thành viên của khối quân sự đang bối rối và không biết phải làm gì. Ông nhấn mạnh, các cơ quan tình báo Mỹ đang cố gắng làm mọi cách để trì hoãn sự sụp đổ của Ukraine cho đến cuộc bầu cử vào tháng 11. Chuyên gia kết luận, tôi không nghĩ họ sẽ thành công. Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Rossiya 1 và RIA Novosti nói rằng các nước phương Tây sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã có ý định chấm dứt quan hệ với Nga. Nhưng họ phải đối mặt với bất lực trước sự đoàn kết của người dân Nga, sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế Nga, cũng như khả năng ngày càng gia tăng của lực lượng vũ trang. Moscow nhiều lần nhấn mạnh Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương,
nhưng sẽ không bỏ qua các hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, Nga không muốn xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với NATO, nhưng nếu ai đó muốn, Moscow sẵn sàng cho điều này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng những căng thẳng ngày càng gia tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, gây ra những hậu quả thảm khốc. Nhà lãnh đạo Hungary đã đưa ra những cảnh báo trong một bài xã luận của mình được đăng trên Newsweek của Mỹ vào ngày 5 tháng 7, chung với thời điểm ông có chuyến công du tới Nga. Trong bài viết đề cập đến những xu hướng mới nhất liên quan đến NATO, Thủ tướng Orbán lưu ý rằng liên minh quân sự mà Hungary gia nhập 25 năm trước là một dự án hòa bình và một liên minh quân sự để phòng thủ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hungary cho rằng NATO ngày nay đang xa rời với mục đích ban đầu, mà thay vào đó là theo đuổi chương trình nghị sự tập trung vào các bước đi gây gia tăng căng thẳng. Ông cho rằng nếu tiếp tục xu hướng này, NATO sẽ dần đi đến chỗ tự diệt vong. Ông lưu ý một số quốc gia thành viên gần đây đã cân nhắc khả năng triển khai một chiến dịch của NATO tại Ukraine. Cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai quân đội Pháp tới Ukraine. Đến tháng 5, Estonia và Litva cũng đã gửi tín hiệu sẵn sàng gửi quân tới Kiev để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và phi chiến đấu khác. Hungary chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu EU từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, kéo dài cho đến hết năm 2024. Trên cương vị này, nước này đã đưa ra khẩu hiệu làm cho châu Âu vĩ đại trở lại. Hôm 5 tháng 7, Thủ tướng Orbán đã có chuyến thăm bất ngờ tới Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận vào các phương án tiềm năng để giải quyết hòa bình xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Orbán đã đánh giá lập trường của Moscow và Kiev vẫn còn rất khác biệt, song khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để tiếp xúc với các bên giải quyết vấn đề xung đột thông qua biện pháp hòa bình. Chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Orbán đã diễn ra trong 3 ngày sau khi ông tới thủ đô Kiev của Ukraine và gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Tại đây ông khẳng định ủng hộ đàm phán và một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Ukraine đã bình luận đầu tiên về chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Moscow vào ngày 5 tháng 7, nơi ông hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Báo European Pravda đã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra ngày 5 tháng 7 cho biết, chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã được thực hiện không phải theo đề nghị hay được sự đồng ý của phía Ukraine. Cùng với việc lưu ý rằng công thức hòa bình của Ukraine vẫn là cách thực tế duy nhất để khôi phục nền hòa bình công bằng. Bộ Ngoại giao Ukraine còn nhấn mạnh Kiev luôn kiên trì nguyên tắc không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu không có Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này. Bằng chứng theo Bộ Ngoại giao Ukraine là hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine lần đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ với quy mô toàn cầu, trong đó có cả sự tham dự của Hungary và hơn 100 quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đã chia sẻ tầm nhìn chung về hòa bình dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng nói thêm rằng, hình thức hội nghị thượng đỉnh hòa bình là nền tảng then chốt để tìm cách khôi phục nền hòa bình công bằng và lưu ý, Ukraine vẫn tin tưởng rằng nếu có nhiều nỗ lực hơn nữa để phát triển hợp tác song phương và hội nhập châu Âu sau chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Kiev. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tới Moscow vào ngày 5 tháng 7 và được Tổng thống Nga tiếp tại Điện Kremlin. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary diễn ra 3 ngày sau khi ông Orbán có chuyến thăm Kiev lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2024. Theo giám đốc báo chí của văn phòng Thủ tướng Hungary, chuyến thăm Moscow của ông Orbán giống như một phần trong sứ mệnh kiến tạo hòa bình. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành đàm phán và thảo luận về Ukraine cùng nhiều vấn đề khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh quân sự này sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng Ukraine, nhưng sẽ không tham gia cuộc xung đột giữa Nga và nước này. Theo Anadolu, tuyên bố này được cho là đã dập tắt hy vọng của Tổng thống Zelensky, người đã từng nhiều lần kêu gọi NATO trực tiếp tham chiến. Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong thời gian tới, củng cố phòng thủ tập thể, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn cầu của chúng tôi. Tổng thư ký Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo tại Washington trong ngày 5 tháng 7 vừa qua, đồng thời cho biết thêm rằng các quyết định quan trọng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày của Liên minh tại Washington vào tuần tới.
nhấn mạnh việc hỗ trợ cho Ukraine là nhiệm vụ cấp bách nhất mà Liên minh sẽ giải quyết trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Ông Stoltenberg cho biết, tôi hy vọng các nguyên thủ quốc gia và các chính phủ sẽ nhất trí một gói hỗ trợ đáng kể cho Ukraine. Cụ thể hơn, Liên minh sẽ tiếp quản việc điều phối và cung cấp hầu hết các gói hỗ trợ an ninh quốc tế cho Ukraine và ông Stoltenberg lưu ý rằng NATO sẽ không trực tiếp tham chiến. Ông nhấn mạnh, điều này sẽ không khiến NATO thành một bên trong cuộc xung đột, nhưng nó tăng cường khả năng tự vệ cho Ukraine. Ngoài ra, theo Stoltenberg, các thành viên NATO sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mà nước này cần, bao gồm cả nhu cầu cấp thiết về hệ thống phòng không và đạn dược, đồng thời tăng cường khả năng tương tác và nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev. Ông nhấn mạnh, mọi công việc mà chúng ta đang cùng nhau thực hiện là giúp Ukraine mạnh mẽ hơn, có khả năng tương tác tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết để gia nhập liên minh của chúng ta. Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ New York Times hồi tháng 5 mới đây, Tổng thống Zelensky cho rằng Mỹ và các đồng minh NATO nên trực tiếp tham chiến và đảm nhận vai trò lực lượng phòng không, ngăn chặn các đợt không kích của Nga, đồng thời cung cấp thêm vũ khí cho phép quân đội Ukraine có thêm lợi thế trên chiến trường. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!